Tôm hùm xanh đạt gần 30 triệu đô la Mỹ trong 2 tháng đầu năm nay. Gần 9.000 tỷ đồng sẽ được sử dụng để hỗ trợ cơ sở hạ tầng, triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao ở đồng bằng sông Cửu Long. Cao điểm mùa hanh khô, nhiều giải pháp bảo vệ rừng trước mùa khô khốc liệt. Quý vị đang theo dõi chương trình Nông nghiệp Việt Nam. Một số tín hiệu mới từ xuất khẩu tôm, răm gỗ và triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao sẽ mở đầu phần điểm tin nông nghiệp hôm nay. Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, tính đến cuối tháng 2, xuất khẩu tôm hùm đạt gần 30 triệu đô la Mỹ, tăng 27 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, xuất khẩu tôm hùm xanh chiếm hơn 90% với 27,6 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 80 lần. Tiếp đến là tôm hùm bông cũng tăng gấp 45 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất. Trước đó, từ tháng 10/2023, xuất khẩu tôm hùm bông sang Trung Quốc tạm dừng vì quy định liên quan đến luật bảo vệ động vật hoang dã của nước này. Trước thay đổi từ thị trường chính, nhiều người nuôi tôm hùm bông đã chuyển sang nuôi tôm hùm xanh. Về toàn cảnh ngành gỗ năm 2023, theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, đây là năm đầy khó khăn với ngành hàng gỗ Việt Nam khi người tiêu dùng đều thắt chặt chi tiêu. Tuy nhiên, xuất khẩu gỗ răm và viên nén vẫn thu về gần 2,9 tỷ đô la Mỹ. Mặt hàng gỗ vụn của nước ta xuất khẩu sang 13 thị trường, trong đó Trung Quốc, Nhật Bản là hai thị trường nhập khẩu lớn nhất. Chuyên gia dự báo, răm gỗ và viên nén gỗ còn nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển. Các doanh nghiệp cần xem xét đầu tư xây dựng nguồn nguyên liệu để đảm bảo nguồn cung ổn định cho sản xuất và xuất khẩu trong năm nay. Thực hiện số hóa 10.000 cây sầu riêng lên bản đồ cây xanh. Mới đây, tỉnh Đắk Lắk bắt đầu gắn mã QR cho cây sầu riêng tại xã Chư Pô, huyện Krông Búc. Sau gắn mã, người tiêu dùng có thể nhập mã số và tra cứu thông tin chi tiết về từng cây như vùng trồng, giống cây, thời điểm trồng, quá trình chăm sóc cây theo từng giai đoạn sinh trưởng phát triển. Chương trình này còn góp phần cùng với chính quyền, người dân, doanh nghiệp xây dựng và phát triển ngành hàng sầu riêng bền vững. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa thông tin, gần 9.000 tỷ đồng sẽ được sử dụng để hỗ trợ cơ sở hạ tầng, triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao ở đồng bằng sông Cửu Long. Dự án sẽ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, triển khai ở 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thời gian thực hiện trong 5 năm, từ năm 2026 đến năm 2031, giai đoạn chuẩn bị dự án trong 2 năm, 2024 và 2025. Trong tổng chi phí gần 9.000 tỷ đồng hỗ trợ đề án, có khoảng 96% từ khoản vay Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế của Ngân hàng Thế giới. Số vốn đối ứng còn lại từ đóng góp của chính phủ và địa phương nhằm để thúc đẩy sản xuất gạo carbon thấp, chất lượng cao tại các tỉnh mục tiêu ở đồng bằng sông Cửu Long. Hoạt động này sẽ được đo lường bằng các chỉ số như tăng năng suất và sản lượng lúa gạo, thu nhập của nông dân, giảm khí nhà kính và thanh toán tín dụng carbon. Đây là dự án quan trọng cấp quốc gia nên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề xuất chính phủ giao cho Bộ chủ trì phối hợp với 12 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long thực hiện. Dự án có thể giúp chuyển đổi căn bản từ phương thức sản xuất của đồng bằng sông Cửu Long trong ngành lúa gạo nên được rất nhiều tổ chức quốc tế chú ý và nông dân cũng đồng tình. Sau đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mong muốn các địa phương cố gắng phối hợp để hoàn thành sớm giai đoạn chuẩn bị cho dự án này. Cũng liên quan tới triển khai đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức hội thảo vai trò, nhiệm vụ của khuyến nông cộng đồng trong đề án này. Phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 được triển khai tại 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trừ tỉnh Bến Tre, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2024 đến năm 2025 tập trung củng cố các diện tích đã có của dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam là 180.000 hecta. Giai đoạn 2 từ năm 2026 đến năm 2030 xác định rõ vùng trọng tâm để lập dự án đầu tư phát triển vùng lúa chuyên canh chất lượng cao, giảm phát thải mới, chủ yếu đầu tư cho những vùng diện tích mới trên cơ sở hoàn thiện cơ sở tầng, tổ chức lại sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị. Theo yêu cầu của đề án, hệ thống khuyến nông sẽ truyền thông, nâng cao nhận thức, áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác lúa giảm phát thải, xây dựng các mô hình trình diễn, tập huấn cho các hộ nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác và các tổ chức của nông dân. Đồng thời tập huấn, chuyển giao cho hộ trồng lúa,
và hợp tác xã biện pháp canh tác bền vững, biện pháp xử lý rơm rạ, các kiến thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Việc áp dụng công bố hợp quy đang gây nguy cơ cấp bách không có thuốc thú y đáp ứng tiêu chuẩn thủ tục hành chính cho toàn bộ đàn vật nuôi trong cả nước. Đây là thông tin vừa được bàn luận tại hội thảo về các vấn đề liên quan tới hợp quy thuốc thú y do Hội Chăn nuôi Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Thực hiện luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006, đến nay ngành nông lâm ngư nghiệp có gần 1.400 tiêu chuẩn quốc gia và 114 quy chuẩn quốc gia. Trong đó, tất cả nhóm sản phẩm hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn và 11 nhóm hàng thuộc danh mục nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý đều có quy chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, các hiệp hội ngành hàng cho rằng hoạt động đánh giá công bố hợp quy sản phẩm thực chất là đánh giá điều kiện và quy trình sản xuất, lấy mẫu điển hình để thử nghiệm. Theo tính toán, nếu tính cho một doanh nghiệp có hàng trăm sản phẩm thì phải mất hàng tỷ đồng cho việc hợp quy sản phẩm, chưa kể làm mất thời gian của doanh nghiệp trong thực thi pháp luật. Cái bất cập lớn nhất là nó thêm rất nhiều cái thủ tục hành chính mà lại tốn rất nhiều cái chi phí cho doanh nghiệp, nhưng lại không mang lại bất cứ một cái lợi ích nào. Bởi vì thuốc thú y là đã được quản lý điều kiện sản xuất, tức là những cái doanh nghiệp muốn sản xuất thuốc thú y thì phải có nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP WHO, và sau đó thì các doanh nghiệp phải làm hồ sơ để được cấp giấy đăng ký lưu hành, và chúng tôi gọi là cái giấy đăng ký lưu hành là một cái giấy phép con của từng sản phẩm một. Đấy là cái ý thứ nhất của cái bất cập. Cái ý thứ hai của cái bất cập là thuốc thú y và thuốc dùng cho người thì đều có cái quản lý về điều kiện sản xuất và cái quy trình kiểm soát giống nhau. Thế nhưng đến bây giờ thì thuốc dùng cho người là không công bố hợp quy, nhưng thuốc thú y thì lại công bố hợp quy. Và việc công bố hợp quy rõ ràng đấy là một cái sự trùng lặp. Trước thực tế đó, ở góc độ đơn vị đồng hành, đại diện các hiệp hội ngành hàng kiến nghị xem xét thủ tục công bố hợp chuẩn hợp quy không áp dụng đối với thuốc thú y đã đăng ký lưu hành theo quy định của luật thú y, đồng thời sửa đổi luật tiêu chuẩn và quy chuẩn theo nội dung này. Nên chúng tôi kiến nghị là không công bố hợp quy đối với thức ăn chăn nuôi, đối với thuốc thú y, hoặc chúng ta chỉ là quy định kỹ thuật, đưa ra những giới hạn, những yếu tố mà gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người với môi trường với vật nuôi, là những quy định kỹ thuật và người dân áp dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Còn nếu ta gọi đó là quy chuẩn thì phải công bố hợp quy, như tôi vừa mới nói ở trên, là công bố hợp quy đối với mặt hàng này là nó bị chồng chéo như vậy. Bên cạnh quy định hợp quy gây trùng lặp và chồng chéo ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì việc thuế giá trị gia tăng cũng bất hợp lý. Quy định này đang gây rất nhiều khó khăn cho việc tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi sản xuất trong nước. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Tại Indonesia, giá gạo đã tăng cao sau khi đợt hạn hán nghiêm trọng vào năm ngoái đã hạn chế sản xuất. Trước tình hình này, chính phủ Indonesia đã bán gạo với giá trợ cấp để hỗ trợ người dân. Tại ngoại ô Jakarta, hàng chục khách hàng, chủ yếu là phụ nữ, đã xếp hàng dài để mua gạo được chính phủ trợ cấp. Giá gạo toàn cầu đang ở gần mức cao nhất trong 16 năm sau khi Ấn Độ, nhà cung cấp hàng đầu thế giới, hạn chế xuất khẩu vào năm ngoái. Gạo là mặt hàng chủ lực của hầu hết trong số 270 triệu người dân Indonesia và giá gạo đã tăng hơn 16% kể từ năm ngoái. Do El Nino làm giảm lượng mưa trên khắp châu Á vào năm 2003, ảnh hưởng đến sản lượng ngũ cốc và gây áp lực lạm phát lương thực đối với một số nước. Chính phủ nước này cho biết họ sẽ tiếp tục chương trình hỗ trợ gạo cho đến tháng 3. Hơn 40 doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp đã trưng bày các sản phẩm công nghệ mới nhất của mình tại Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Pháp lần thứ 60. Nhiều công nghệ tiên tiến được đưa ra nhằm giải quyết nguy cơ hạn hán trong nông nghiệp. Cùng sự nóng lên của toàn cầu, hạn hán, thiếu nước đã trở thành hiện tượng phổ biến, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, đe dọa nghiêm trọng tới sự phát triển bền vững. Hệ thống giám sát nông nghiệp trưng bày tại triển lãm Nông nghiệp Quốc tế Pháp năm nay sử dụng mô hình dữ liệu lớn để tính toán chính xác lịch tưới và lượng nước cần thiết, giúp cho người trồng tối đa hóa năng suất với mức sử dụng tối thiểu. Khủng hoảng cung vượt cầu đã khiến ngành công nghiệp rượu vang của Australia đứng trước nhiều thách thức. Những nông dân trồng nho tại nước này đang phải nhổ bỏ hàng triệu cây nho. Trong bối cảnh giá nho giảm mạnh thời gian qua, giá nho rượu vang đỏ ở nhiều tỉnh thành đã giảm mạnh xuống mức trung bình 200 đô la Mỹ mỗi tấn, giảm một nửa so với cùng kỳ năm 2020. Nhu cầu tiêu thụ rượu vang sụt giảm trên toàn cầu đã ảnh hưởng đặc biệt đến Australia. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ giảm nhanh nhất đối với các loại rượu vang đỏ của quốc gia này,
nông dân Australia sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn nữa khi chính phủ nước này dự báo giá nho làm rượu vàng sẽ còn tiếp tục giảm mạnh trong năm nay. Em sinh là sinh như cây lúa. Đây, có chuyện gì mà mặt thận thờ thế? Lúa nhà em năm nay lại kém rồi, mà sao nhà bác năm nào cũng tốt thế nhỉ? Bởi vì anh có bạn. Bác có bạn là kỹ sư à? Úi dồi, còn trên cả kỹ sư nữa, đó là Đạm Hà Bắc. Này, cái anh Đạm Hà Bắc này tài thật đấy, cứ bón năm nào cũng được mùa được. Thế mà bác chả bám sớm. Anh tưởng Đạm Hà Bắc thì ai mà chả biết. Cứ bón đi, sang năm cả nhà vui như Tết. Thế à bác? Đạm Hà Bắc gắn bó cùng nhà nông. Năm 2024 được dự báo là năm chịu tác động lớn nhất của hiện tượng El Nino. Nhiều khu vực rừng ở nước ta ở trong tình trạng nguy cơ cháy rừng cấp 4, cấp 5. Tại Lai Châu, Lào Cai có 14 điểm cảnh báo cháy rừng cấp 4, cấp nguy hiểm. Tây Nguyên, Nam Bộ có tới 114 điểm nguy cơ cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm và 120 điểm cảnh báo cháy rừng cấp 4 bao phủ hai khu vực này. Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp tục có nắng nhiều. Các đơn vị địa phương làm gì để hạn chế thấp nhất cháy rừng có thể xảy ra? Những tác động nào sẽ xảy đến nếu cháy rừng và diễn biến phức tạp trong thời gian tới? Thưa quý vị, năm 2023, toàn quốc đã xảy ra gần 3.500 vụ cháy, làm chết 146 người và bị thương 109 người. Thiệt hại về tài sản sơ bộ ước tính khoảng 878 tỷ đồng và 236 hectare rừng. Chỉ riêng trong tháng 1 năm 2024, toàn quốc lại xảy ra 376 vụ cháy, làm chết 5 người, bị thương 1 người, thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền là khoảng 73 tỷ đồng và hơn 214 hectare rừng. Năm nay được dự báo, nước ta sẽ chịu ảnh hưởng mạnh từ hiện tượng El Nino. Thực tế và cảnh báo rừng hiện nay ra sao? Các địa phương đã và đang làm gì để ứng phó với cháy rừng? Sẽ là câu chuyện nông nghiệp tuần này. Trước tiên, chúng tôi điểm một số cảnh báo cháy rừng diễn ra thời gian gần đây. Đầu tháng 3, ở Lai Châu xảy ra 5 điểm cháy rừng do thời tiết hanh khô, gió phơn khô, nóng, hoạt động mạnh tại xã Bắc Tà, huyện Tân Uyên. Các diện tích cháy chủ yếu là rừng tái sinh và rừng tự nhiên. Do địa hình phức tạp, thời tiết hanh khô, gió phơn khô, nóng thổi mạnh nên lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn mới cơ bản khống chế được 2 điểm cháy. Toàn tỉnh Điện Biên hiện có hơn 415.000 hectare rừng. Do ảnh hưởng của nắng nóng, gió Lào, tất cả đều đang nằm trong cảnh báo cháy ngưỡng 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, bao gồm các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, thành phố Điện Biên và các huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Ảng. Chi cục kiểm lâm tỉnh Điện Biên đang phải huy động 100% lực lượng ứng trực phối hợp với chính quyền các địa phương để tăng cường kiểm tra rừng, kịp thời xử lý ngay khi mới bắt đầu phát sinh. Do nhiều ngày không mưa, độ ẩm thấp ở khu vực Tây Bắc Bộ và Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục có nguy cơ xảy ra cháy rừng. Cục kiểm lâm khuyến cáo ở Lai Châu, Lào Cai có 14 điểm cảnh báo cháy rừng cấp 4, cấp nguy hiểm. Tây Nguyên, Nam Bộ có tới 114 điểm nguy cơ cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm và 120 điểm cảnh báo cháy rừng cấp 4 bao phủ hai khu vực này. Tương tự như địa phương có rừng ở Kiên Giang đang báo động nguy cơ cháy cao do nắng nóng gay gắt. Trong đó thành phố Phú Quốc là địa phương đang cảnh báo cháy rừng mức độ cao nhất cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, có khả năng cháy lớn và lan nhanh trên các loại rừng. Có thể thấy liên tiếp những vụ cháy rừng nhỏ và các cảnh báo cháy rừng được đưa ra trong thời gian qua. Rõ ràng, những tác động từ thời tiết đang gây ra nhiều nguy cơ trong bảo vệ và giữ rừng. Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ đang được cảnh báo nhiều nguy cơ cháy rừng ở cấp nguy hiểm. Đơn cử như tại Đắk Lắk, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp chặt chẽ với các chủ rừng và chính quyền địa phương để chủ động triển khai các phương án cấp bách phòng chống cháy rừng. Vườn quốc gia York Don có diện tích hơn 115.500 ha, là hệ sinh thái rừng khộp duy nhất tại Việt Nam. Cây rừng rụng lá vào mùa khô và đang ở mức cảnh báo cháy rừng cao nhất là cực kỳ nguy hiểm. Để giảm thiểu nguy cơ cháy rừng, lực lượng kiểm lâm cùng nhân dân địa phương thường xuyên tuần tra kiểm soát, tổ chức đốt thực bì có kiểm soát để bảo vệ rừng trong suốt 6 tháng của mùa khô. Người dân chúng tôi ở đây thì chủ yếu là người đồng bào dân tộc tại chỗ. Nhưng mà người dân ở đây là được trạm kiểm lâm của cái trạm 6 và được chính quyền xã là người ta hướng dẫn, thường xuyên sát sao với người dân, chỉ đạo hướng dẫn người dân là luôn luôn có ý thức phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng. Là thời điểm cao điểm của mùa khô, rất dễ xảy ra cháy rừng và mức báo động của cái biển cảnh báo cháy là đối với toàn vườn là đưa lên mức độ 5, đó là cực kỳ nguy hiểm với cháy rừng. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, tại các huyện Ea Súp, Buôn Đôn,
Ea Hờ Leo, Chư Mờ Ga, Ma Đrắc, nhiều khu rừng đang ở mức cảnh báo nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Để bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh yêu cầu lực lượng kiểm lâm và các chủ rừng triển khai nghiêm kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng. Ngay đầu mùa khô, chúng tôi đã xây dựng cái phương án phòng chống cháy rừng, đó, triển khai đến tất cả các trạm đội, đó, phân công anh em trực 24/24, tổ chức phạt đốt nón có kiểm soát, nghĩa là xử lý vật liệu cháy bằng hình thức là đi tuần tra, mà gặp những cái đám nào mà khô mà có khả năng là cháy rồi thì anh cho anh em đốt và có kiểm soát ngăn chặn. Bắt đầu là thời điểm khô, mùa khô, do vậy chúng tôi cũng triển khai đồng bộ các cái công tác phòng cháy chữa cháy rừng để đảm bảo việc quản lý bảo vệ rừng tốt nhất và phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời là tiếp tục thực hiện triển khai cái kế hoạch phát triển rừng năm 2024. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương phải chủ động các phương án phù hợp để hạn chế thấp nhất cháy rừng có thể xảy ra, và khi xảy ra cháy rừng cần huy động lực lượng đủ mạnh để chữa cháy kịp thời, không để cháy lớn kéo dài gây thiệt hại đến tài nguyên rừng. Còn tại khu vực Nam Bộ, từ đầu mùa khô đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã xảy ra 4 vụ cháy rừng trồng với diện tích gần 5.000 m². Chính vì vậy, các địa phương cần chủ động phòng ngừa, ứng phó và ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ cháy rừng, hạn chế thấp nhất số vụ cháy rừng và diện tích thiệt hại do cháy rừng gây ra. Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện có khoảng trên 73.000 hecta rừng, trong đó diện tích có rừng là hơn 66.000 hecta, đang trong tình trạng cảnh báo có nguy cơ cháy ở cấp độ 5, tức cấp độ cực kỳ nguy hiểm. Trong cái giai đoạn mà cấp độ 5 được đánh giá là một trong những cấp độ nguy cơ cao nhất hiện nay, chúng ta khống chế làm sao mà cố gắng là không để xảy ra cháy. Nhưng nếu có xảy ra cháy thì chúng ta dập tắt ngay từ đầu và không để lây lan. Theo đánh giá của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh, vào mùa khô, trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay đã xảy ra 4 vụ cháy rừng trồng với diện tích 4.985 m², trong đó nhiều vụ cháy xuất phát từ việc người dân sử dụng lửa để vào rừng khai thác mật ong hoặc người dân đốt thực bì rừng trồng gây cháy lan. Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn hoặc là những cái hộ dân mà sản xuất có rừng sản xuất và ký hợp đồng đó thì phải có những cái cam kết là phải bảo đảm là cái thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống cháy rừng. Để đảm bảo phòng chống cháy rừng, các huyện có rừng xây dựng tổ chức trực ban, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ, tăng cường tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, thường xuyên kiểm tra, vận hành các trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy rừng, tránh bị động, lúng túng khi xảy ra cháy rừng, kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn. Tại Cà Mau, nắng nóng gay gắt đã làm hơn 23.000 hecta diện tích rừng tràm U Minh Hạ và rừng trên các cụm đảo trong tình trạng khô hạn và nguy cơ cháy cao. Trong đó, nhiều diện tích rừng dự báo cháy ở cấp nguy hiểm. Tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra bảo vệ rừng, không để xảy ra vụ cháy. Do nắng nóng gay gắt, hiện nay có khoảng hàng chục hecta rừng U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau đang trong giai đoạn khô hạn. Hiện nay thì các lực lượng quản lý và bảo vệ rừng đang tăng cường lực lượng tuần tra để bảo vệ rừng qua mùa khô năm nay. Ngày mới là bắt đầu với các cán bộ ở vườn quốc gia U Minh Hạ. Năm nay do nắng nóng gay gắt nên công tác tuần tra bảo vệ rừng đang được tăng cường. Và ở mỗi chốt kiểm soát thì quân số luôn được đảm bảo và trực 24/24. Đội là gồm có 4 người. Thì thay phiên nhau trực mỗi người là 2 giờ, từ là 7 giờ bắt đầu trực, 7 giờ trực tới 17 giờ chiều. Và chia 2 giờ một lượt để phân công xây dòng lên. Sau 17 giờ chúng tôi sẽ là nửa tiếng là sẽ lên trời quan sát, là quan sát một lần tới khi 9 giờ. Hiện vườn quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau có hơn 8.500 hecta rừng nguyên sinh và là nơi bảo tồn nhiều loài động vật quý hiếm. Nắng nóng gay gắt, hiện có hơn 5.000 hecta rừng đang trong tình trạng khô hạn và cảnh báo nguy cơ cháy cao. Trong ngày thì đơn vị cũng tổ chức thành lập một cái tổ phản ứng nhanh gồm có 10 người là ngày là kiểm tra trên toàn lâm phần, đặc biệt là các cái khu vực trọng điểm, các cái khu vực mà có nguy cơ cháy cao. Các khu vực hiện nay ong bướm đang coi như về đóng thì cái này là các cái đối tượng thường hay ra vào lấy ong, đây là một cái nguy cơ tiềm ẩn sẽ gây ra cháy rừng. Đây thường là nguyên nhân chủ yếu gây cháy rừng. Do đó, bên cạnh sự nỗ lực của ngành chức năng thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm
trong công tác bảo vệ rừng mùa khô. Vậy còn các tỉnh phía Bắc thì sao? Ghi nhận thực tế tại Lào Cai sẽ cho quý vị thấy rõ thực trạng cũng như nỗ lực ứng phó với cháy rừng của địa phương này. Tại khu vực vườn quốc gia Hoàng Liên, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, trong tháng 2 vừa qua đã xảy ra cháy rừng. Công tác dự báo và chữa cháy khi xảy ra cháy rừng cũng được đặc biệt quan tâm chú trọng. Như đám cháy này, sau hơn 24 giờ chữa cháy, các địa điểm cháy ở gần khu dân cư Xéo Mí Tỉ và điểm cháy khu vực thôn Nà Háng, xã Hoàng Liên cơ bản được khống chế. Thời điểm đông nhất đã có hơn 800 người được huy động cho công tác chữa cháy. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cũng trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo, đồng thời huy động thêm nhân lực để bảo đảm tốt công tác liên lạc hậu cần, phục vụ lực lượng chữa cháy. Không chủ quan, bảo đảm an toàn, đồng thời các điểm cháy đã được dập tắt, đã được lực lượng chữa cháy kiểm soát, bảo đảm không tái phát. Cùng với các cơ quan chức năng ở xã Tả Văn để đưa ra phương án để khống chế đám cháy, đặc biệt là tại vị trí điểm cao giáp với xã Hoàng Liên và cái vị trí mà ở cái khu vực thôn Xéo Mí Tỉ. Quan điểm của xã Ba là trong ngày nay tìm mọi cách để mà cái vị trí nào mà thuận lợi thì sẽ tổ chức các lực lượng chức năng cả thị xã để mà khống chế đám cháy, không cho lan rộng. Sau hơn 2 ngày nỗ lực chữa cháy, các đơn vị chức năng cùng người dân cơ bản đã khống chế được các điểm cháy tại vườn quốc gia Hoàng Liên, không để các đám cháy lan vào khu vực rừng già trong khu vực lõi rừng. Giờ đã được khống chế, chỉ còn lại một số gốc cây là đang ưng nghỉ thì cái đội cũng đã tiếp tục đi giật những cái gốc cây cháy. Phân công các anh em xong rồi đi cái máy chỗ khói đấy là giật hết, đi lấy nước xong là tưới hết mấy cái gốc cây rồi. Xong là lúc mình về là đã không còn khói rồi. Cái dốc phát xong là mình phát, mình làm cái đường băng xong mình tắt. Cái đường băng xong mình đốt từ phần làm cái đường băng để đi để nó làm lại cái đường lửa nó ra làm sao. Để đảm bảo kiểm soát hiệu quả đám cháy thì phương châm 4 tại chỗ đã được địa phương bám sát triển khai. Nếu mà thời tiết mà nó ủng hộ mà nó không gió mạnh ấy, thì chúng ta cũng sẽ có cái khu vực đấy nó không thể cháy lan được. Mặc dù nó chỗ này vách đá nó rất là cao và nó rất là khó tiếp cận. Thế còn lại thì hiện nay thì cái gió ấy, thì nó đang cái hướng thuận, thì nếu mà trong trường hợp mà nó có vấn đề thì chúng ta phải có những giải pháp kỹ thuật, tức là thậm chí là chúng ta có thể đốt ngược trở lại, thì tại vì nó cháy đỉnh xuống, phải đốt ngược từ dưới lên thì nó sẽ kết thúc cháy được. Thống kê đã có hơn 30 hectare rừng, trong đó 26 hectare rừng nghèo chưa đem lại thu nhập và hơn 4 hectare rừng trồng lại bị thiệt hại. Khi xảy ra cháy rừng thì sản xuất cũng như đời sống của bà con nhân dân cũng bị ảnh hưởng rất nặng nề. Tuy nhiên việc sinh hoạt của người dân xung quanh khu vực rừng cũng là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy rừng. Đây là cách mà người dân ở vùng cao tỉnh Lào Cai đun nấu phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Bếp chỉ được che chắn tạm bợ nên ngọn lửa có thể cháy lan bất cứ lúc nào. Dù được lực lượng chức năng tuyên truyền vận động các phương án phòng cháy như mua bình chữa cháy nhưng cơ bản người dân vẫn chưa thực hiện được. Sợ thì sợ rồi nhưng mà không có tiền mua rồi. Đóng góp để làm đường đã 700 rồi, bóng điện nữa. Xong rồi con cháu học nữa thì nhiều cái khoản đóng góp quá thì không có tiền mua ấy. Mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy nhằm thúc đẩy các phương án chữa cháy tại chỗ chiếu ở khu vực thành thị. Còn đối với khu vực vùng cao thì việc thành lập mô hình này hết sức khó khăn bởi người dân sống rải rác và thưa thớt. Cùng với tâm lý chủ quan, thói quen dự trữ nông sản dễ cháy ngay sát khu vực đun nấu tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, không chỉ cho khu vực sinh sống mà cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy lan ra các cánh rừng xung quanh. Nếu mà nhân dân không được trang bị kiến thức về phòng cháy cũng như là trang bị bình chữa cháy thì rất khó khăn cho công tác phòng cháy chữa cháy của cơ quan chức năng trên địa bàn, vì là cái khoảng cách đi lại rất là xa. Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm, chỉ riêng trong năm 2023, toàn tỉnh Lào Cai xảy ra 15 vụ cháy rừng với diện tích rừng thiệt hại gần 46 hectare, tăng 100% so với năm trước. Dự báo mùa khô hanh năm 2023 đến năm 2024, thời tiết diễn biến khó lường, lượng mưa thấp, nền nhiệt độ cao nên nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Vì vậy, cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kỹ năng phòng cháy chữa cháy rừng cho cộng đồng, thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, chuẩn bị tốt phương án phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Rõ ràng là sau hàng loạt vụ cháy rừng ở cả ba miền Bắc Trung Nam, các ngành lực lượng chức năng đã đưa ra những khuyến cáo mà chủ rừng và người dân cần thực hiện ngay, như khi xảy ra cháy rừng, cần huy động lực lượng đủ mạnh nhằm chữa cháy kịp thời, không để cháy lớn, kéo dài, gây thiệt hại đến tài nguyên rừng. Các trạm kiểm lâm phối hợp cùng với người dân nhận khoán rừng, tổ chức phát đường băng cản lửa, dọn thực bì, triển khai đốt non thực bì, tạo thành những khoảng rừng ra báo để hạn chế nguy cơ cháy rừng.
Bên cạnh đó, các địa phương khu vực này cũng cần chủ động ứng phó, sử dụng camera để giám sát, cảnh báo tại các khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy rừng. Đặc biệt, người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn về phòng cháy chữa cháy rừng khi đốt nương, làm rẫy, dọn dẹp thực bì để chuẩn bị cho đất trồng rừng. Thưa quý vị và các bạn, xã Đắk Que, huyện Đắk Rớp là xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh Đắk Nông. Xây dựng nông thôn mới xác định là chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc. Cấp ủy, chính quyền xã Đắk Que luôn duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, cùng với cách làm sáng tạo, khơi dậy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Địa phương này đã có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao rõ rệt. Phóng sự sau đây sẽ cho quý vị thấy rõ những đổi thay này. Về với xã Đắk Que, điều dễ dàng nhận thấy là hệ thống đường xá được đầu tư mở rộng, những căn nhà khang trang được mọc lên thay cho những căn nhà không đạt chuẩn trước đây. Các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu của người dân. Quan trọng nhất là tất cả các nguồn lực đầu tư đều được công khai, minh bạch. Ai cũng thấy mình có phần trách nhiệm, là phần có lợi ích trực tiếp tới bà con, cho nên là ai cũng hưởng 100% hết. Cái việc gì trong xóm, trong thôn này đều có họp bàn hết, dân chủ hết, cho nên người ta được họp hành, người ta được hiểu biết hết, đoàn kết là thành công hết. Hơn 42 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã, nguồn vốn nhân dân đóng góp đạt trên 17,5 tỷ đồng. Trên cơ sở những tiềm năng thế mạnh, chính quyền địa phương đã hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời tăng cường hoạt động tín dụng ưu đãi cho người nghèo bằng cách cho vay ưu đãi để sản xuất theo quy mô gia đình. Địa phương này giúp đỡ những gia đình này vượt qua mọi khó khăn trong cái vấn đề vật chất lẫn tinh thần rất tốt. Cho nên tôi sẽ cố gắng vươn lên, cố gắng làm cho xã hội ngày càng thêm tươi đẹp hơn. Sau 5 năm thực hiện thì đến nay là quá trình phấn đấu và nỗ lực thực hiện thì đến nay xã Đắk Que là đạt nông thôn mới nâng cao. Và phấn đấu tới 2025 sẽ nông thôn mới kiểu mẫu theo lộ trình và nghị quyết đã đề ra. Theo kết quả điều tra rà soát hộ nghèo năm 2022 áp dụng cho năm 2023, toàn xã chỉ có 61 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,58%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt trên 52 triệu đồng. Đây là nền tảng để xã Đắk Que tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nông nghiệp Việt Nam tuần này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.